đêm giao thừa. Hết rồi à? Bắn tiếp đi, bắn tiếp đi. Bắn tiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, đến bây giờ là giây phút sắp đến giờ giao thừa. Tại cà phê phố, phố cà phê. Tại thành phố Tuyên Quang trước đêm giao thừa, trước giờ giao thừa. Hết. Hết rồi. Ở trước mặt chúng ta là khu vực ngã 8. Còn đây là tuyến đường Bình Thuận. Trước giờ giao thừa tại thành phố Tuyên Quang. Đây là khu nhà của ông bà ngoại. Số nhà 79, tổ 12, phường Tân Quang. Đây là khu nhà mà tôi đã từng ở đây rất nhiều năm. Trước giờ giao thừa thì bà con nhân dân đã đổ về quảng trường. Hiện nay phía quảng trường bắt đầu đã đông dần rồi. Mình không bắn được đâu.